Tôi là Nguyễn Sơn Hải, năm nay tôi 22 tuổi. Tôi đến từ thành phố Thái Nguyên và hiện tại là sinh viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tôi đã thi vào trường nghệ thuật cũng một phần là để chứng minh với bố mẹ khả năng nghệ thuật của mình. Và đó chính là bước ngoặt lớn nhất trong con đường sự nghiệp của tôi. Càng ngày